Cô chào các em. Chào mừng các em đến với buổi học toán ngày hôm nay. Các em thân mến, bài học ngày hôm nay của chúng ta đó là bài 116 luyện tập chung trang 123. Chúng ta cùng xem sau bài học ngày hôm nay thì các em luyện tập được những nội dung gì các em nhé. Sau bài học này thì các em cần đạt được những nội dung quan trọng sau. Nội dung thứ nhất là củng cố kiến thức về diện tích và thể tích hình hộp chữ nhật và hình lập phương. Nội dung thứ hai là vận dụng công thức tính diện tích và thể tích để giải bài tập 1, bài tập 2, cột 1, sách giáo khoa trang 123. Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng luyện tập từng nội dung một nhé. Cô mời các em. Các em thân mến, bài tập đầu tiên dành cho chúng ta như sau. Một hình lập phương có cạnh 2,5 cm, tính diện tích một mặt, diện tích toàn phần và thể tích của hình lập phương đó. Đề bài cho ta biết cạnh của hình lập phương là 2,5 cm và người ta yêu cầu chúng ta tính diện tích một mặt, diện tích toàn phần và thể tích của hình lập phương đó. Vậy thì để làm bài tập này, chúng ta cần nhớ lại quy tắc tính diện tích hình vuông. Bởi vì mỗi mặt của diện tích của hình lập phương đều là hình vuông và quy tắc tính diện tích toàn phần và thể tích của hình lập phương. Vậy các em còn nhớ những quy tắc này không các em? Nào bây giờ chúng ta hãy ôn lại những quy tắc này nhé. Thứ nhất, tính diện tích một mặt, mà diện tích một mặt chính là diện tích hình vuông. Diện tích hình vuông thì bằng số đo của một cạnh nhân với chính nó, tức là A nhân với A. Tiếp theo là diện tích toàn phần. Chúng ta biết rằng hình lập phương có 6 mặt bằng nhau. Để tính diện tích toàn phần thì ta lấy diện tích một mặt nhân với 6. Còn thể tích của hình lập phương thì như thế nào nhỉ? À, bài này chúng ta mới học đúng không nào? Muốn tính thể tích hình lập phương, ta sẽ lấy cạnh nhân với cạnh rồi nhân với cạnh. Đây là những kiến thức quan trọng giúp các em hoàn thành bài tập này. Cô nghĩ là các em đã nắm được các bước để làm bài tập này rồi đúng không? Cô mời các em làm bài nào. Qua bài tập này đã giúp các em ôn lại những quy tắc tính diện tích hình vuông này, diện tích toàn phần và thể tích của hình lập phương. Nếu như bạn nào quên rồi thì hãy xem lại ba công thức này một lần nữa nhé. Nếu như các em đã nhớ rồi thì bây giờ chúng ta sẽ sang bài tập 2. Viết số đo thích hợp vào ô trống. Chúng ta có 3 hình hộp chữ nhật với những số đo cụ thể nằm ở bên phải và bên trái là những yêu cầu dành cho chúng ta. Người ta đã cho biết số đo chiều dài, chiều rộng và chiều cao của 3 hình hộp chữ nhật. Người ta yêu cầu chúng ta tính diện tích mặt đáy, diện tích xung quanh và thể tích của hình hộp chữ nhật. Các em chỉ cần tính hình hộp chữ nhật 1. Những bạn nào làm bài nhanh, các em có thể tính hình hộp chữ nhật 2 và 3 nhé. Để làm được bài tập này thì các em phải nhớ được công thức tính diện tích của hình hộp của hình chữ nhật. Vì mặt đáy của hình hộp chữ nhật là hình chữ nhật. Công thức tính diện tích xung quanh và thể tích. Thế các em còn nhớ những quy tắc để tính diện tích mặt đáy, diện tích xung quanh và thể tích của hình hộp chữ nhật không? Nào bây giờ chúng ta sẽ cùng ôn lại các em nhé. Tính diện tích mặt đáy chính là tính diện tích của hình chữ nhật, đúng không các em? Ta sẽ lấy số đo chiều dài nhân với số đo chiều rộng cùng một đơn vị đo. Ta có diện tích mặt đáy sẽ bằng A nhân với B. Còn diện tích xung quanh thì sao? Diện tích xung quanh thì bằng chu vi mặt đáy nhân với chiều cao cùng một đơn vị đo. Ở đây các em cần phải nhớ về công thức tính chu vi mặt đáy, cũng chính là chu vi hình chữ nhật. Ta làm thế nào nhỉ? Ta sẽ lấy số đo chiều dài cộng với số đo chiều rộng, rồi nhân với 2, thì ra chu vi mặt đáy được bao nhiêu ta nhân với chiều cao. Các em hãy nhớ công thức tính xung quanh của hình hộp chữ nhật đó là diện tích xung quanh bằng chu vi mặt đáy nhân với chiều cao. Cuối cùng, muốn tính thể tích của hình hộp chữ nhật ta làm thế nào nhỉ?
Ta sẽ lấy số đo chiều dài nhân với số đo chiều rộng rồi nhân với số đo chiều cao cùng một đơn vị đo. Ta có V bằng A nhân B nhân C. Em hãy quan sát các số đo của hình hộp chữ nhật 1, 2 và 3 đều cùng đơn vị đo hết rồi đó. Các em chỉ cần áp dụng công thức để làm thôi. Cô nghĩ bài này cũng không khó. Cô mời các em làm bài. Qua bài tập 2 này đã giúp các em nhớ được quy tắc tính diện tích hình chữ nhật hay diện tích mặt đáy của hình hộp chữ nhật, chu vi hình chữ nhật hay chu vi mặt đáy, rồi công thức tính diện tích xung quanh và thể tích của hình hộp chữ nhật. Các bạn hãy xem lại những công thức và ghi nhớ kỹ hơn để làm bài tập tốt hơn nhé. Cô chào các em. Bài tiếp theo chúng ta sẽ học trong tiết toán này là bài 117, luyện tập chung, trang 124. Sau bài học này, chúng ta cần đạt được những nội dung quan trọng sau. Biết tính tỷ số phần trăm của một số, ứng dụng trong tính nhẩm và giải toán. Biết tính thể tích một hình lập phương trong mối quan hệ với thể tích của một hình lập phương khác. Vận dụng để giải bài tập 1 và bài tập 2, sách giáo khoa trang 124. Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng đi ôn luyện từng nội dung một nhé. Các em thân mến, nội dung đầu tiên mà chúng ta cần luyện tập đó là toán liên quan về tỷ số phần trăm. Bài 1. Bạn Dung tính nhẩm 15% của 120 như sau. 10% của 120 là 12, 5% của 120 là 6. Vậy, 15% của 120 là 18. A. Hãy viết số thích hợp vào chỗ chấm để tìm 17,5% của 240 theo cách tính của bạn Dung. B. Hãy tính 35% của 520 và nêu cách tính. Bài này giúp chúng ta ôn lại cách tính tỷ số phần trăm. Chúng ta đã học 3 dạng tính tỷ số phần trăm, các em còn nhớ không? Đó là tìm tỷ số phần trăm của hai số, tìm giá trị phần trăm của một số và tìm một số khi biết giá trị phần trăm của số đó. Bài toán này là tìm giá trị phần trăm của một số mà tính theo cách của bạn Dung. Đây là một cách tính nhẩm đó các em. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách tính của bạn Dung như thế nào để chúng ta làm bài tập này nhé. 15%. Bạn ấy xác định là 10% cộng 5%. Ta có thể tính nhẩm 10% của 120 bằng cách lấy 120 nhân 10 chia 100 và bằng 12. 5% của 120 tức là bằng một nửa của 10%, nghĩa là bằng 10% của 120 chia cho 2 và bằng 12 chia 2 và bằng 6. Ta cộng hai kết quả lại với nhau thì ta được 15% của 120 là 18. Đây là cách tính nhẩm rất là hay đó các em. Và trong câu A, người ta yêu cầu tìm 17,5% của 240 theo cách tính của bạn Dung. Thì 17,5% sẽ bằng 10% cộng 5% cộng 2,5%. Ta tìm 10% của 240 thì đơn giản rồi đúng không các em? Sau đó tìm 5% là bằng một nửa của 10%, tức là lấy 10% của 240 chia 2. Sau đó tìm 2,5% cũng tương tự như vậy, lấy 5% của 240 chia cho 2. Sau đó cộng 3 kết quả lại, ta được 17,5% của 240 là bao nhiêu? Còn câu B thì cách làm giống như cách làm của câu A và cách làm của bạn Dung. 35% thì bằng 10% cộng 20% cộng 5%. Ta có thể dễ dàng tính nhẩm 10% của 520 là bao nhiêu đúng không nào? 20% thì gấp đôi 10%, tức là lấy 10% của 520 nhân với 2. Cuối cùng, 5% thì bằng một nửa 10%, tức là lấy 10% của 520 chia cho 2.
Sau đó cộng 3 kết quả lại, ta được 35% của 520 là bao nhiêu? Cô tin là các em đã nắm được cách làm rồi đúng không nào? Cô mời các em làm bài tập nhé. Các em thân mến, các em vừa được ôn lại cách tìm giá trị phần trăm của một số. Bây giờ cô mời các em qua bài tập số 2. Biết tỷ số thể tích của hai hình lập phương là 2 chia 3, xem hình vẽ. A. Thể tích của hình lập phương lớn bằng bao nhiêu phần trăm thể tích của hình lập phương bé? B. Tính thể tích của hình lập phương lớn. Để làm được bài tập này, chúng ta cùng quan sát hình và phân tích đề một chút nhé. Đề bài cho ta hai hình lập phương. Thể tích của hình lập phương bé là 64cm khối. Thể tích của hình lập phương lớn thì chưa biết. Nhưng mà người ta cho chúng ta biết tỷ lệ của nó là 2 chia 3, tức là 2 phần 3. Nghĩa là hình lập phương bé là 2 phần và hình lập phương lớn là 3 phần. Và người ta hỏi, thể tích của hình lập phương lớn bằng bao nhiêu phần trăm thể tích của hình lập phương bé? Để làm được bài tập này, ta phải nhớ lại dạng toán tìm tỷ số phần trăm. Thể tích của hình lập phương lớn bằng bao nhiêu phần trăm thể tích của hình lập phương bé là tìm tỷ số phần trăm của hai số. Ta phải nhớ được cách làm của nó. Bạn nào còn nhớ không? Muốn tìm tỷ số phần trăm của hai số, ta tìm thương của hai số đó, nhân thương đó với 100, rồi viết thêm ký hiệu phần trăm vào bên phải thương vừa tìm được. Tìm thương của hai số đó, vậy hai số đó là hai số nào? Bài toán yêu cầu chúng ta tìm thể tích của hình lập phương lớn bằng bao nhiêu phần trăm thể tích của hình lập phương bé. Thể tích của hình lập phương lớn này các em chú ý, lớn so với bé. Như vậy 3 phần, như vậy lớn là 3 phần, bé là 2 phần. Vậy là tìm thương của 3 và 2, đúng chưa các em? Tìm được thương rồi, ta sẽ nhân với 100 và viết thêm ký hiệu phần trăm vào bên phải thương vừa tìm được. Thế là ta đã tìm được thể tích của hình lập phương lớn bằng bao nhiêu phần trăm thể tích của hình lập phương bé rồi đó. Từ đó, ta sẽ tính được thể tích của hình lập phương lớn. Để tính thể tích của hình lập phương lớn, ta áp dụng công thức tìm giá trị phần trăm của một số. Ta sẽ lấy số đó chia cho 100 rồi nhân với số phần trăm, hoặc là lấy số đó nhân với số phần trăm rồi chia cho 100. Các em đã nắm được cách làm rồi đúng không nào? Bây giờ chúng ta cùng nhau làm bài nhé. Cô mời các em.